Như cô Tư rồi ông đi cặp với nhỏ này là không khác nào ông bỉ mặt cô Tư không chịu đâu. Bán vé số mà nó giao điều kiện thằng Khanh phải bán vé số với nó. Đây này cả nhà ơi, cô Tư cũng nghe hay tin là anh Khanh đã có người yêu mới đó. Cô Tư cũng buồn là mấy bữa nay cô Tư bỏ ăn hay sao đó. Cô Tư nghe anh Khanh có người yêu mới, cô Tư thấy sao nè? Cô Tư nói chứ sao? Sao cô Tư nói là cô Tư nghĩ thương anh Khanh rồi mà, cho anh quen ai quen mà cô Tư? Cô Tư tại cô Tư nói vậy chứ cô Tư là thương ổng dữ lắm. Mà tại ổng, nếu ổng phản bội là ổng dẫn nhỏ đó là cô Tư thiệt à. Ôi mình nghĩ thương thì cho người ta quen ai quen đi cô Tư ơi. Mà không có cho quen ai cả mà. Rồi cô Tư nói cô Tư nghĩ thương hay là cô Tư còn thương Khanh nhiều lắm? Phải thương rồi. Thương lắm hả? Phải thương rồi. Ồ vậy là thương anh Khanh nhiều lắm nè. Bởi vì nghe nói anh Khanh quen ai là cô Tư buồn lắm hả? Phải buồn rồi. Thôi mình ra đây mình coi chiếc ghe của Tư sao, của Tư để phương tiện làm ăn sao. Ra đây tâm sự chút xíu, đứng kế bên sông này của cháu mình trò chuyện ha. Chứ nhà từ vô đi. Nè, cái xuồng của Tư nè. Con cũng chưa từng biết chú cái xuồng của Tư luôn. Trước này 3 triệu rưỡi nè, cháu nó cho tiền mua đó. Ồ, 3 triệu rưỡi hả cô Tư? 3 triệu rưỡi. Cô Tư nói thiệt cái con hả? À. Cháu cô Tư nó ở nước ngoài nước Úc á. Lãnh em nó đi, nó là... tới Tết nữa là 32 năm mà. Cái này là chiếc xuồng nó có hai đứa con à. Cô Tư chính phải không? Ừ, con ta nhờ cho. Rồi cô Tư ít rửa xuồng này nó lành chân y chăng cái xuồng mới. Vô dạ. Chạy xuồng đó đàng hoàng á. Xuồng bây mà ăn cắp bậy bạ bơi đi chủ lô nó bắt luôn á. Bây giờ mà bỏ chuyện đó đi, giờ hỏi cái chuyện của cô Tư với anh Khanh nè. Sao? Là cô Tư nghe ai nói mà anh Khanh quen người khác? Thì cô Tư vẫn còn thương ổng hoài á. Cô còn thương hả? Nhưng mà cô Tư nói có một cái là sợ con không tin. Nó dẫn về tại nhà nó bẹo hình bẹo dạng là cô Tư thấy là không được. Giống rồi, tới chuyện nào tới đâu đó là tới. Ủa sao bữa hổm con nghe nói là cô Tư nghĩ thương anh Khanh rồi mà giờ là sao cô Tư? Hôm trước là cô Tư nói là cô Tư nghĩ thương anh Khanh rồi mà. Thì cô Tư tính nghĩ rồi mà. Cô Tư cũng nhớ lại, cô Tư nói biết mấy lần rồi mà cô Tư bỏ ổng, cô Tư bỏ không được. Thôi ra đây hai cô cháu mình ngồi trò chuyện chút xíu cô Tư ơi. Bữa nay mình có thể là mình trò chuyện đi con hiểu cô Tư hơn. Thì con để vậy, coi cô có Tư gì ít con bữa gặp là con cô Tư phải lên sao? Anh à. Ừ. Cho nó ổng rồi. Rồi mình ngồi cho nó thoải mái cô Tư ha. Chứ mình đứng hồi hai cô cháu mình mỏi giò lắm á. Mình ngồi ở đây là yên tĩnh luôn á. Cô Tư bỏ ổng, cô Tư bỏ không được. Cô Tư bỏ anh Khanh không được hết cô Tư? Tôi bỏ không được đâu. Sao vậy cô Tư hả? Cô Tư thương anh Khanh nhiều lắm hả? Cô Tư thương ổng lắm. Quy định cô Tư là nữa nhà nước cắt nhà rồi là ổng có nói rồi. Là ổng về đây, ổng dỡ cái nhà này về đây, ổng cắt lại ở với cô Tư ở chung luôn. Cô Tư nói thôi ổng uống rượu quá thì ông ở riêng chứ ông ở chung với tôi không chịu. Ông nói hoài cái gì mày nghe không? Mày mà có thằng khác á bỏ ông nói chuyện nhầm cái cũng ngọt lắm. Bây giờ cô Tư không chịu ở chung với ảnh, không chịu ở chung một nhà. Bây giờ anh Khanh đã có người khác, nghe nói cái chị đó cũng đẹp đẹp gái lắm, rồi cũng nói là lo cho anh Khanh đó. Giờ anh Khanh chỉ ở nhà thôi, chị để vắng. Thì con nhỏ này nó bán vé số mà nó giao điều kiện thằng Khanh phải bán vé số cho nó. Ta nói là chị đó cho anh Khanh ở nhà luôn, còn chị để bán vé số rồi chị lo cho anh Khanh. Còn anh Khanh ở nhà nấu cơm nước. Con nhỏ này là có chiếc xe đạp nữa. Có xe đạp luôn hả? Có. Trời ơi, bởi vì có thằng phương Tân mới nói hồi sáng nè. Hồi sáng cô Tư nói cho chồng Tân nó tức, cô Tư nói cha mày Tân à con bây giờ con ngon quá, con có tiền con cưới vợ cho anh Khanh. Cô Tư cái thằng Tân nó nói ai cô Tư con đâu có cưới cho nó, con đâu có cưới cho ảnh, ảnh quen với nhỏ này lâu rồi là nó vậy rằng. Trời ơi, vậy là có xe đạp luôn hả ta? Hả? Chị đó có xe đạp luôn hả? Có chiếc xe đạp. Có xe đạp luôn, có phương tiện đi lên đi xuống thăm anh Khanh rồi.
Ừ. Chị đó đâu vậy cô Tư? Ở Sóc Trăng. Ở Sóc Trăng, Sóc Trăng vô nhà nó là cũng đâu cả chục cây số rồi. Trời ơi, vậy sao anh Khanh quen được nè? Khanh có tới nhà nhỏ đó hả? Tới luôn hả? Ừ. Trời ơi, chết rồi, lần này là anh Khanh bỏ cô Tư thiệt rồi đó cô Tư ơi. Thì bây giờ cô Tư nói con nghe, bây giờ nếu nó có thì nó có đây, mà nó đó, nó phải nói đâu đó với cô Tư đàng hoàng. Chứ còn tại vì cô Tư lo cho nó hồi lúc mà mấy đứa con chưa có mà giúp này kia nọ, mà tới ngày nay nó bỏ cô Tư là tất nhiên là cô Tư phải tức rồi, tức nước phải dở bờ. Mấy đứa con biết ý cô Tư đâu, cô Tư dữ lắm không phải hiền đâu à. Vậy không lẽ là giờ cô Tư đòi quà lại hả cô Tư? Lúc cô Tư cho ảnh gì cô Tư đòi lại hay sao? Cho gì? Lúc đó cô Tư lo cho anh Khanh nó, bây giờ cô Tư đòi lại hay sao? Đòi lại bằng tiền hay sao? Cô Tư không có đòi lại. Hôm mà lúc mà cách mà mới đó thì ổng cô Tư là lo cho ổng gạo rồi cô Tư đem lên cho ổng. Rồi thịt cá rồi mua đem lên cho lo cho ổng đầy đủ, rượu rồi lo đầy đủ. Mà bây giờ ổng phản. Ổng con người ổng tính ra là ổng không có đúng. Nếu ổng đừng cái mà quen với cô Tư, ổng quen với cô Tư rồi ổng đi cặp với nhỏ này là không khác nào ổng bỉ mặt cô Tư không chịu đâu. Vậy hả cô Tư? Sao tự nhiên quen cô Tư giờ rồi quen người khác nữa là sao trời? Ừ. Mà thì ổng ngày qua cô Tư là đi lụm với trai, có ghé tại nhà ông Bưởi nhậu với ông Bưởi đâu. Ừ. Cô Tư với ông Bưởi hết một lít. Rồi cô Tư mới đi qua bên nhà ổng là thấy đóng cửa bít bù cột bằng sợi dây nữa. Cô Tư hỏi tướng mù ơi, ông Khanh ơi, nó nói là ổng đi xuống dưới mà cô Tư rồi. Tính là ủa sao ổng đi mà hồi sáng ở nhà mà lại không thấy ổng. Một hồi qua một lần nữa cũng không thấy luôn. Có nghĩa là giờ là Khanh ảnh có người yêu mới rồi, bỏ cô Tư phải không? Giờ là coi như là không quan tâm đến cô Tư nữa rồi. Chứ lúc trước là đi xuống này kiếm cô Tư không à? Mà cô Tư nói thiệt với con à, thằng Khanh này không có hơi hám gì à. Nhưng mà cô Tư sống mà nên không sống bà phà nữa mà mới sợ luôn á. Cô Tư lụm ra chai này nè, nói cho con biết, 2 ngày rồi bỏ cô Tư cũng lụm được 200 ngàn nữa. Nó đâu có mặn gì mà để cho cô Tư nhờ được đồng bạc nào đâu. Vậy thôi đi, giờ cho anh Khanh đi quen ai quen đi cô Tư. Giờ không lẽ cô Tư còn cố gắng giữ anh Khanh lại chứ? Mình á, người đàn ông mình phải trách nhiệm. Mình lo cho người vợ mặn rồi người chồng phải mặn. Nó mới là sống chung với nhau mới ăn mới nó dư giả. Còn cái này á, ăn nhậu tối ngày ổng như vậy đó là bởi vậy á, là cô Tư á, mỗi lần á, là cô Tư không cần ổng bỏ biết. Mấy lần ổng đi xuống như này ổng kêu cô Tư á, vô tới nhà đàng hoàng kêu, mà có một cái ổng ngủ trong nhà là ổng là cô Tư không cho ngủ đâu, bởi vì trong đất mấy đứa cháu đồ tụi nó không chịu. Còn nữa, cô Tư có nhà, cô Tư sẽ cho anh Khanh về ở chung với cô Tư đúng không? Cho. Để cô Tư nói là sẽ cho anh Khanh về ở chung với cô Tư luôn. Mà tới đây là có thể là cô Tư cho, nếu mà cô Tư ở trong sông nhà nước cắt nhà rồi đàng hoàng á, là không ở chổng thì cho ông Khanh ở được, còn ở đây là không thể nào cho ông ở được đâu. Có tại vì có con biết không, mấy ổng không có làm gì mà ra tiền, chứ không phải ổng đi ở tháng hay là ổng bán giấy số rồi hoặc mai rồi mới là được. Còn này không làm gì trơn rồi làm mấy đứa cháu nó không chịu. Cô Tư em cháu đông dữ lắm á. Rồi bây giờ Tết này là tụi nó về nhóc ra nè. Bây giờ nè, anh Khanh ảnh thấy cô không cho ảnh ở ngủ ở đây rồi không có cho nó. Ảnh đã quen với chị khác rồi, giờ cô thấy làm sao? Cô có muốn níu kéo tình cảm lại hay là cô muốn cho ảnh đi theo chị đó luôn? Chị đó hơn cô là có xe đạp nè, cô có xe đạp không? Nó có chiếc xe đạp á, nhỏ nó có.
Cô Tư có đâu có xe đạp đâu. Giờ... Ừ, cô Tư đâu có. Rồi chị đó lo cho anh Thanh ở nhà nấu cơm, nấu nước cho anh Thanh. Rồi anh Thanh chứ ở nhà rồi thôi à. Còn cô Tư phải... Tư nó làm bộ nói nhỏ là còn con gái, không dám còn con gái. Ủa, đâu. Chị đó chưa có chồng đâu anh Tư. Anh Thanh nói con mà, anh nói con gì luôn á. Chị chưa có chồng mà. Chưa có chồng luôn, còn con gái. Chưa có chồng luôn. Sống mình nên chưa có chồng luôn, tại sao ở trong vùng sâu vùng xa vậy anh Thanh nói gì vậy? Anh Tân nói gì á? Ra nhà nước cho nó nhà tình thương mà cắt rồi mà. Gần cắt rồi, nghe nó qua Tết cắt nhà tình thương đó rồi. Là chưa có chồng giờ có nhà đẹp này, giờ tính là cho anh Khanh về anh ở. Ồ vậy đó. Là chưa cắt nhà hả? Anh Tân nói vậy đó, chưa cắt nhà đâu. Chưa ừ. Rồi thì cô giờ... Tư đó, nhà cô Tư nữa là chắc cắt, mấy ổng cắt trong Tết. Nếu mà ổng chở đồ lại là mấy ổng điện ra mài nhà bảnh là cho cô Tư hay. Giờ nào, thằng thằng tư... nhà bảnh, thằng thằng bảnh á, thằng đó là nó em ruột cô Tư, nó út có thể đó. Bữa nào mà cô Tư đi lỡ mà đi qua nhà gặp kiếm anh Khanh đó mà thấy chị đó ở đó, qua nhà anh Khanh chê vậy, cô Tư thấy sao? Cái gì sao vậy? Mày cướp chồng tao là tao. Chồng đâu, cô Tư nói là cô Tư dễ thương tao. Chừng nào mà cô Tư á là không còn thương Khanh nữa là cái đó là mới là được. Chứ còn á, cô Tư cũng phải tới lui với ổng chứ, cô Tư đâu bỏ ổng được. Sao vậy? Nếu cô Tư? Tư bỏ là bỏ từ lâu rồi. Vậy là cô Tư, cô Tư đi hoài cái gì? Đó, đi thăm anh Khanh hoài luôn hả? Ừ? Cô Tư đi thăm anh Khanh hoài luôn hả? Ừ, đi hoài. Tới chừng cô Tư đi rồi á, cả thằng Tân còn không biết luôn. Trời ơi, đâu ai biết đâu, cô Tư nói mới biết á. Là mấy bữa mới thăm.